chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ Năm ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hội nghị lần thứ 28 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tăng tốc thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực. Khởi tố bị can gây rối trật tự công cộng. Thưa quý vị và các bạn, những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 góp phần quan trọng nâng tầm thế và lực của tỉnh Hưng Yên. Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tại hội nghị lần thứ 28 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 vừa được tổ chức sáng nay. Cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị thống nhất với kết quả kiểm điểm đánh giá, phân loại tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023, đồng thời thống nhất tự đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ tỉnh năm 2023 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 100% số phiếu tán thành. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh những kết quả nổi bật đạt được dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt của toàn Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp thường xuyên là Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xem xét và quyết định ban hành nghị quyết rất quan trọng, đó là nghị quyết về lãnh đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo các dự án trọng điểm. Thế thì nó đem lại cái kết quả thành tựu rất là rõ rệt. Giải phóng mặt bằng với diện tích đất thu hồi là 2.920 hecta, trong năm đầu tiên thu hút đầu tư nước ngoài của chúng ta đã vượt mốc là 1 tỷ đô la, vượt rất xa so với cái mục tiêu chúng ta đề ra là 450 triệu đô la của năm 2023, trong khi cả nước tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội chỉ 6,7% thôi. Thế nhưng mà tỉnh Hưng Yên của chúng ta năm 2022 tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 38,9%, là mức tăng cực lớn chưa từng có ở tỉnh Hưng Yên này. Và tiếp tục đến năm 2023, chúng ta tiếp tục tăng trưởng tổng vốn đầu tư toàn xã hội 23,3%, hơn 68.000 tỷ. Có thể nói là năm 2023 là cái năm mà chúng ta chuyển đổi cái mô thức về tăng trưởng kinh tế rất quan trọng, theo hướng nhanh, xanh, bền vững. Quan trọng nhất là cái năng lực về chống đỡ, sức tự cường của nền kinh tế tỉnh của chúng ta được cải thiện rất là tốt. Cái này nó phản ánh cho dù sự bấp bênh của kinh tế thế giới, sự biến động bất thường của kinh tế vĩ mô ở trong nước, thế nhưng mà chúng ta vẫn vững vàng tăng trưởng, ổn định các cái cân đối lớn của nền kinh tế và thực hiện tốt các chính sách về xã hội. Và một cái điểm nhấn rất quan trọng đấy là chúng ta tăng trưởng cao trong mấy năm vừa qua nhưng mà vẫn không quên thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội. Đây có thể nói là điểm sáng trong cái tăng trưởng bao trùm. Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho thấy nhiều điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của toàn Đảng bộ tỉnh. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành gần 2.200 văn bản để lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác, nhất là công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Trong năm có nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan trung ương, các tỉnh bạn, nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá hình ảnh và thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2024, toàn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi tất cả các mặt công tác. Trong đó, phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng tiêu cực. Lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Để nhóm phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, phát triển hệ thống đô thị, rà soát điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 để phù hợp với quy hoạch tỉnh được duyệt. Khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050, ban hành kế hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024.
triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ngăn chặn xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đất đai và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Một nội dung quan trọng được hội nghị xem xét là phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Hưng Yên có 35 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025, gồm 3 phường, 1 thị trấn và 31 xã. Trong đó thì số đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù mà không thực hiện sắp xếp là có 9 xã và 1 phường, tổng số là 10 đơn vị. Số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 25 đơn vị, gồm 2 phường, 1 thị trấn, 22 xã. Sau khi thực hiện phương án sáp nhập thì cơ bản là của chúng ta cũng chỉ có 2 đơn vị là có đủ điều kiện theo quy định. Thế còn lại là 18 cái đơn vị thành lập mới thì chưa đủ cái tiêu chuẩn. Đối với các đơn vị mà chưa đủ điều kiện về diện tích theo quy định nhưng mà chúng ta có báo cáo giải trình làm rõ các yếu tố đặc thù để không thực hiện sắp xếp đối với đơn vị hành chính thứ 3. Mà phần lớn các đơn vị hình thành sau sắp xếp chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định nhưng được bảo vệ theo định hướng quy hoạch thành đơn vị hành chính đô thị. Phát biểu điều hành phần thảo luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cũng phân tích làm rõ một số kết quả đạt được có tính đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Về tốc độ tăng trưởng là đứng thứ 7 trong 2 năm liền. Nếu như mà 2021 thời điểm đó mà COVID là chúng ta từ 6,06% mà bây giờ tổng cục thống kê cho một con số lại là 8,5% cơ. Thì số liệu đấy là đứng đầu toàn quốc đấy các đồng chí. Thứ hai là về thu ngân sách, thì Hưng Yên là top 10. Mà chính xác đứng đây bây giờ đang là đứng thứ 8. Năm 2020 thì chúng ta mới có 15.500 tỷ thì ta đang ở top 30. Năm 2021 thì được 19.000 thì nó vào top khoảng 16 rồi đó. Cho đến 2022 51.000 thì đứng hàng thứ 5. Năm nay là 33.000, những năm vừa rồi đó là phát triển ta giải phóng bằng được khoảng toàn 1.000 hecta thôi. Còn riêng năm nay đất công nghiệp chúng ta khoảng 439, khoảng 500 hecta là đất công nghiệp riêng. Thì đấy là cái dư địa là chúng ta tiếp tục phát triển sau này. Những cái số liệu đó thì là con số biết nói. Đạt được kết quả này phải nói là cái thành tích rất là cố gắng của cả hệ thống chính trị. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2023 đã góp phần quan trọng nâng tầm thế và lực của tỉnh Hưng Yên trong triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tôi đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương có liên quan rà soát hoàn thiện ban hành phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, cái này chúng ta hoàn thành trong tháng 1, và khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 để báo cáo với Chính phủ, trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê duyệt. Cái này chúng ta phải hoàn thành trong tháng 5. Tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương để giải trình các ý kiến của Hội đồng thẩm định quốc gia về quy hoạch tỉnh và ý kiến các bộ ngành cơ quan chỉnh sửa hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét đồ án quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 1 năm 2024 để bảo đảm gắn kết cái quy hoạch của đô thị rồi quy hoạch các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tích hợp trong quy hoạch của tỉnh với mục tiêu là đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2037. Rà soát lập điều chỉnh quy hoạch chung vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, chương trình phát triển đô thị và phân loại đô thị theo quy định của pháp luật. Đề nghị các đồng chí hoàn thành sớm cho cái nội dung này. Bởi vì có cái này mới là căn cứ để bảo vệ cho những cái đơn vị hành chính cấp xã mà đủ điều kiện sáp nhập nhưng mà đề nghị với trung ương là cho phép không sáp nhập, bởi vì là những đơn vị này sẽ quy hoạch nó thành đơn vị hành chính đô thị. Đối với các thị ủy, huyện ủy, thành ủy thì tôi đề nghị này, ngay trong tháng 1 các đồng chí thành lập ngay cho tôi cái ban chỉ đạo. Mà cái này do đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện là phải làm trưởng ban chỉ đạo. Và các đồng chí phải hoàn thành việc xây dựng và báo cáo đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã để gửi trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ trong tháng 2. Và tôi đề nghị là kể từ ngày mà Ủy ban nhân dân tỉnh trình với cả Chính phủ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thì tạm
dừng bầu bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý và tuyển dụng tiếp nhận cán bộ công chức viên chức làm việc tại các đơn vị trên địa bàn của đơn vị hành chính cấp xã mà thuộc diện phải sắp xếp lại, rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm, rồi kế hoạch đầu tư công trung hạn 21-25 của các đơn vị hành chính sắp xếp lại, rồi kể cả các đơn vị hành chính bị ảnh hưởng để làm gì ạ? Để tránh cái đầu tư trùng lặp lãng phí. Đề nghị các đồng chí rà soát tạm dừng phê duyệt các dự án đầu tư công khi cần thiết, nếu như mà xét thấy cái việc này nó dẫn đến cái lãng phí. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 cho 3 đảng bộ cấp trên cơ sở, tặng cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2019-2023 cho 4 tổ chức cơ sở đảng, tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2019-2023 cho 5 tổ chức cơ sở đảng và 5 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Chiều nay, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Nam đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả của ngành giao thông vận tải trong năm 2023, trong đó có việc tham mưu với tỉnh trong các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, quản lý khai thác, phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn, đặc biệt là phối hợp tốt với các sở ngành bổ sung hoàn thiện quy hoạch tỉnh, triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng dự án thành phần đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường Tân Phúc Phong Phan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải tiếp tục bám sát các chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải, phương châm hành động theo từng năm của Chính phủ, tập trung bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tiếp tục tham mưu tỉnh quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sau hơn 2 năm triển khai, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, nhưng các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Nhiều công trình dự án khác được hình thành, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên có dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư gần 2,9 nghìn tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thời gian qua, chủ đầu tư và nhà thầu đã chủ động phối hợp với các địa phương trong công tác tuyên truyền vận động, thực hiện giải phóng mặt bằng, huy động hỗ trợ nguồn lực để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Hiện dự án này đã thi công đạt 70% kế hoạch. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nhằm sớm đưa vào khai thác. Đơn vị thi công chúng tôi đã quyết liệt huy động máy móc, rồi nhân lực thi công tăng ca tăng kíp để đảm bảo kịp tiến độ các phần việc còn lại để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho bà con đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và đảm bảo công tác an toàn giao thông. Đến thời điểm này, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình giai đoạn 2 và dự án đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật. Doanh nghiệp đã tập trung lực lượng, phương tiện, máy móc và thi công 3K 4 kíp liên tục để hoàn thành dự án đúng theo tiến độ cam kết. Đến thời điểm hiện tại thì tiến độ dự án đã đạt khoảng 70%. Năm 2023, toàn tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành trên 400 km đường giao thông các loại, kinh phí thực hiện trên 7.700 tỷ đồng. Riêng kế hoạch vốn giao cho ngành giao thông vận tải quản lý trên 4.300 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt trên 92%. Ngay từ đầu năm mới 2024 thì Sở Công Tải đã chỉ đạo nhà thầu là tập trung nhân lực, máy móc, vật tư thiết bị là tập trung là thi công quyết liệt để đảm bảo sao cho bây giờ thì là cái tiến độ thi công là được rút ngắn. Để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư chủ động tích cực phối hợp với các sở ngành đôn đốc, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm hoàn thành các công trình đưa vào phục vụ đi lại của nhân dân. Có thể khẳng định hệ thống giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh thời gian qua được Trung ương và tỉnh Hưng Yên tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng, sửa chữa, từng bước hoàn thiện và kết nối liên vùng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như khu vực.
quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hoạt động mua bán vận chuyển hàng hóa tại các chợ trong tỉnh Hưng Yên tăng cao hơn. Tại dự án nhà ở Sông Hồng và chợ đầu mối nông sản ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, những ngày này, ban quản lý chợ bố trí hoạt động 24/24 giờ để phục vụ tiểu thương. Liên kế đó, trên công trường xây dựng, không khí lao động hối hả, khẩn trương đang được chủ đầu tư thực hiện. Dự án nhà ở Sông Hồng và chợ đầu mối nông sản có quy mô gần 8 hectare, nằm tiếp giáp ngã tư, nơi giao nhau giữa hai trục giao thông lớn của tỉnh là đường 379 và 382. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng. Theo quy hoạch, đây là chợ đầu mối nông sản quy mô lớn nhất tỉnh với gần 400 kiosk bán hàng và khu chợ ngoài trời. Ngoài khu chợ đã đi vào hoạt động, hiện chủ đầu tư đang tích cực thi công khu nhà ở thấp tầng với mục tiêu hình thành khu dân cư thương mại dịch vụ đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tạo cửa ngõ thông thương hàng hóa giữa các địa phương trong tỉnh và liên tỉnh. Cùng với đó là khu nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự và tòa chung cư cao 21 tầng được thiết kế hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dự án còn có nhiều tiện ích dịch vụ như bể bơi, nhà hàng, khu vui chơi. Đây là một vị trí dự án mà chủ đầu tư đã chọn và nói là rất đắc địa. Tôi nói là nó đeo là giao của hai cái đường tỉnh lộ gọi là huyết mạch của huyện Yên Mỹ cũng như ở Hưng Yên, phía Bắc Hưng Yên. Đấy. Vị trí đây còn là có thể nói là giao thoa của ba huyện Văn Giang, Khoái Châu và Yên Mỹ. Đấy. Với hạn nhân ở đây là một cái chợ đầu mối rất là tiềm năng, đã thu hút rất nhiều khách hàng, các tiểu thương ở khu vực không những Yên Mỹ, Khoái Châu và cuối Văn Giang. Đánh giá rất là cao về vị trí, đặc biệt là vị trí và có chợ đầu mối Sông Hồng. Thì ở khu vực này thì mọi người ở cái sự thu hút khách hàng rất là tiềm năng. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý của dự án, như quyết định số 2737 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định số 703 năm 2022 về bàn giao đất để thực hiện dự án và các quyết định của các sở ngành địa phương về cấp phép xây dựng hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước của dự án. Với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng đã hoàn thiện hạ tầng mở bán sản phẩm trong quý 1 năm nay. Chúng tôi đẩy mạnh thi công với mục tiêu sẽ đưa các sản phẩm nhà liền kề, nhà biệt thự, shop house bán ra thị trường vào cuối tháng 3/2024. Đặc biệt, dự án được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hùng Vương, Hà Nội cam kết bảo lãnh cho người mua nhà tại dự án nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản, cũng góp phần làm đảm bảo quyền lợi cho người mua, khẳng định tín nhiệm, tâm huyết của chủ đầu tư đối với khách hàng và dự án, với mong muốn cung cấp tới thị trường những sản phẩm nhà ở bất động sản chất lượng trong tương lai. Đây là sự cam kết đảm bảo quyền lợi cho người mua và khẳng định tâm huyết của chủ đầu tư với khách hàng. Cùng với lợi thế sở hữu chợ đầu mối nông sản lớn nhất tỉnh Hưng Yên nằm ở điểm trung tâm của ba huyện là Yên Mỹ, Khoái Châu và Văn Giang, dự án khu nhà ở Sông Hồng hứa hẹn sẽ là điểm đến thu hút nhiều khách hàng đầu tư và sinh sống. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Công an thị xã Mỹ Hào đã triệt phá 4 vụ tàng trữ pháo nổ và vật liệu nổ. Tổ công tác Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp với Công an phường Bần Yên Nhân phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện nam thanh niên đang mang theo một bao dứa màu trắng. Nam thanh niên khai là Lê Quang Vương, sinh năm 1989, trú tại phố Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Các vật hình hộp vừa bị lực lượng công an thu giữ là pháo nổ. Vương mua về để sử dụng. Kết quả giám định, các vật hình hộp trên đều là pháo nổ, loại pháo hoa nổ, có tổng khối lượng 6,5 kg. Hưởng ứng đợt phát động cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an huyện Văn Giang đã triển khai chương trình giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nhận bình chữa cháy và đã được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. Sau một tháng phát động đến nay, toàn huyện đã thu hồi 4 khẩu súng tự chế, 10 lựu đạn, gần 14 kg pháo nổ và 11 vũ khí thô sơ. Lực lượng chức năng đã quy đổi và trao 23 bình chữa cháy cho người dân địa phương. Sau khi giao nộp vũ khí, vật liệu nổ để nhận bình chữa cháy, người dân được cán bộ công an hướng dẫn cụ thể và thực hành cách sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Đây là hình thức tuyên truyền sáng tạo, dù mới được triển khai nhưng đã được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia, qua đó góp phần tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Chiều ngày 10 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Khoái Châu đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Huy có hộ khẩu thường trú tại xã Hàm Tử về tội gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tả. Theo hồ sơ ban đầu, vào các khung giờ là 2 giờ, 18 giờ và 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2023, tại khu vực chợ Đông Tảo thuộc thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, bị can Nguyễn Hữu Huy đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29G01975 dừng đỗ và điều khiển xe chắn ngang đường tỉnh 382 đoạn đường ngã tư chợ Đông Tảo. Hành vi điều khiển xe của Huy gây cản trở giao thông nghiêm trọng, đình trệ hoạt động kinh doanh buôn bán của các tiểu thương trong chợ và đặc biệt là gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nhận được thông tin phản ánh, Công an huyện Khoái Châu đã tiếp nhận tổ chức điều tra, xác minh và xác định hành vi của Nguyễn Hữu Huy đã đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Chiều ngày 10 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Hữu Huy về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự để phục vụ điều tra. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu phê chuẩn các quyết định nêu trên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.